Gần 100 triệu chọn Honda SH150i giá bán trên hai Vespa Sprint S150, với tầm giá gần 100 triệu đồng. Phân khúc xe tay ga cao cấp hiện có Honda SH150i hay Vespa Sprint S là hai mẫu xe đáng đồng tiền bát gạo. Tuy nhiên, nên chọn mua mẫu xe nào hợp lý là điều khiến nhiều người băn khoăn. Trong nhóm xe tay ga cao cấp tại Việt Nam, ở mức giá trên dưới 100 triệu đồng Honda SH150i và Vespa Sprint S150 hiện là hai đối thủ cân sức, cân tài. Tuy nhiên, dù có sẵn tiền trong tay nhưng khá lúng túng trong việc lựa chọn mẫu xe tốt nhất phù hợp với bản thân. Bởi không phải người tiêu dùng nào cũng am hiểu về ưu nhược điểm, các tính năng sử dụng hay công nghệ vận hành của hai mẫu xe tay ga cao cấp này. Honda SH 150i hay đội giá, Vespa Sprint giá ổn định, ít bị bán trên. Mới đây, ngày 22 tháng 9, Honda vừa giới thiệu SH 150i đời mới tại thị trường Việt Nam. Đây là mẫu xe tay ga đáng chú ý tiếp theo được Honda Việt Nam ra mắt sau đàn anh SH 350i cách đây một tháng. Tuy nhiên, So với thế hệ cũ, Honda SH 150i không có nhiều khác biệt. SH 150i ABS có thêm phiên bản màu mới và tất cả các phiên bản đều tăng giá 500.000 đồng so với đời cũ. Cụ thể, phiên bản SH 150i ABS có thêm hai phiên bản màu đặc biệt đen nhắm và thể thao, xám bóng có giá lần lượt là 98 triệu đồng và 98,5 triệu đồng. Ngoài việc tăng giá bán từ chính hãng, SH 150i lâu nay vẫn luôn gặp phải tình trạng đội giá lên đến hàng chục triệu đồng tại các đại lý. Về phần Vespa Sprint S 150, thế hệ mới nhất của mẫu xe này tại thị trường Việt ra mắt từ tháng 6 năm 2020. Vespa Sprint S 152 2021 mới cũng vừa ra mắt tại Malaysia cách đây vài ngày và hứa hẹn sẽ về Việt Nam trong thời gian tới. Tại thị trường trong nước, giá bán đã bao gồm VAT của Vespa Sprint S 150 là 89.9 triệu đồng, không chỉ có giá thấp hơn SH 150i. Giá Vespa Sprint S150 tại các đại lý còn khá ổn định và ít bị bị đội chênh so với đề xuất của hãng. Thiết kế, về thiết kế, Honda SH 150i 2022 không có sự khác biệt đáng kể với đời cũ. Xe vẫn giữ kiểu dáng tổng thể cao lớn, thời trang và có phần thanh thoát hơn thế hệ trước. Cụm đèn chiếu sáng chính được dựa xuống phía dưới mặt nạ, đèn báo rích sạc bút về hai bên mặt nạ và đèn định vị nằm ở vị trí ghi đông. Ở phía sau, đèn hậu chia hai tầng với đồ họa 3D bắt mắt. Tất cả đèn trên SH đều sử dụng công nghệ LED. Xe có kích thước dài nhân rộng ít chiều cao lần lượt là 2090 090 x 739 x 1.129 mm. Honda SH 150i có khối lượng 134 kg. Yên xe có chiều cao 668 mm, không quá cao so với góc dáng của chị em phụ nữ. Khoảng cách hai trục bánh xe là 1.353 mm. Cốt xe của SH 150i 2022 nhìn hơn với khả năng để đồ nhiều hơn so với Sprint S với dung tích đến 28 lít giúp không gian chứa đồ rộng rãi đáng kể. Bình xăng được đưa xuống vị trí để chân của người lái. Thêm vào đó, người dùng sẽ không cần phải xuống xe khi đổ xăng như trước bởi nắp bình xăng đã được bố trí ra phía ngoài. Về phần Vespa trăm S150 có ngoại hình giống các model hai S125, xe có hai tùy chọn màu sơn là trắng hoặc đen. Đi kèm đó là các chi tiết màu đỏ tạo điểm nhấn ở hốc còi, tem trang trí thân xe, logo S trên bánh xe và lò xo phía sau. Thiết kế xe gây ấn tượng với phần đầu đèn thiết kế hình đa giác. Các góc được tạo hình sắc nét, gãy gọn và rõ ràng. Đèn LED hai tầng thế hệ mới. Phiên bản Sporin F150 phần cà vạt được phối màu đỏ tương phản với màu thân xe. Được sử dụng khung sườn unibody là thép dập kép nguyên khối tạo nên sự cứng chắc cho chiếc xe tay ga dù có kích thước nhỏ gọn dài nhưng rộng ít chiều cao lần lượt là 1.863 x 695 x 1.334mm. Ngoài ra, dung tích bình xăng của xe là 7 lít, nhỏ hơn SH150i 0.8 lít và trọng lượng không tải 120kg. Tiện ích, ở đời 2022, SH150i không có nhiều nâng cấp mới về tiện ích so với phiên bản cũ. Xe được trang bị màn hình điện tử hiện đại hiển thị đầy đủ các thông tin như tốc độ, thời gian, tình trạng bình ắc quy, ô đô và mức tiêu hao nhiên liệu, hệ thống hát động cơ tạm thời Adinshop hiện đại. Honda SH trang bị cổng sạc điện thoại đặt trong cốp xe giúp khách hàng có thể sạc nhanh smartphone của mình. Vespa Spring S150 cũng có tiện ích sạc điện thoại trong cốp xe tương tự. Chìa khóa thông minh Smart Key ở phiên bản cũ tiếp tục được áp dụng trên SH150i 2021. Vespa Spring S150 sử dụng chìa khóa từ kèm công nghệ chống trộm Immobilizer mức độ an toàn được đánh giá cao. Ở Honda SH150i thế hệ mới được trang bị đèn pha tự động bật khi khởi động máy, nhưng bị đánh giá gây phiền toái cho người chạy ngược chiều. Riêng Vespa Spring S150 vẫn duy trì nút bật tắt đèn pha, hơn nữa Spring còn có thêm nút đèn passing, giúp tăng tính nhận diện cho xe trong những trường hợp cần thiết như khi vượt trước động cơ. Ở phiên bản SH150i 2022, xe tiếp tục được trang bị động cơ FP kết hợp hệ thống Idensoft với khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội chỉ 2.24 lít xăng 100 km đường và sức mạnh được gia tăng ở từng giải vòng tour giúp khả năng vận hành của xe thực sự rất trân chu và mượt mà. Ngoài ra, SH150i cũng được đánh giá là có nhiều trang bị an toàn khi được tích hợp phanh đĩa có ABS kênh đôi và hệ thống hồi sức tích cực. Về phần Vespa Sprint F150 có phần bất lợi hơn một chút so với đối thủ. Cụ thể, trong khi động cơ SP của SH150i sản sinh công suất tối đa 12,4 kW trên 8.500 vòng trên phút, thì Vespa Sprint 150 chỉ đạt 9.2 kW trên 7.900 vòng trên phút. Đó cũng là một phần nguyên nhân khiến khối lượng Vespa Sprint s 150 nhẹ hơn. Kéo theo đó, mức tiêu thụ nhiên liệu của Sprint 150 chỉ 2,2 lít trên 100 km. Còn SH150i nhịn hơn một chút với 2,24 lít trên 100 km. Đáng chú ý, Vespa Sporin hơn hẳn SH150i ở hệ thống giảm sốc cao cấp của mình. Cùng với hệ thống giảm chấn thủy lực hiệu ứng kép với lò xo ống lồng, có thể điều chỉnh 4 cấp độ với phía sau, thì Sporin còn được tích hợp công nghệ S giúp tăng cường khả năng triệt tiêu rung động. Do đó khi vận hành, Vespa Sporin rất êm ái, không hề có hiện tượng rung đầu như các mẫu xe khác cùng phân khúc. Kết luận, lâu nay, Honda SH dù không được công bố doanh số nhưng thị phần lớn là một trong những ưu thế giúp SH 150i tiếp cận gần hơn với người tiêu dùng. Dù điểm yếu của mẫu xe này chính là giá bán bởi chưa bao giờ giá tại đại lý bằng giá niêm yết chính hãng. Ngược lại, Vespa Sprint S được lòng người tiêu dùng không chỉ về thiết kế, tiện nghi hiện đại mà xe cũng luôn có giá bán ổn định. Tuy nhiên, với thị phần chỉ chiếm vài phần trăm trên thị trường chính là một trong những cản trở lớn để Vespa Sprint S bứt phá về doanh số. Y nhụy, bạn có góc nhìn, bình luận gì về hai mẫu xe nói trên? Hãy chia sẻ video, thông tin tới Ban ô tô xe máy theo email otosmaea.vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé!